Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì em cũng có giới thiệu bà con mình thì cũng phải 17 tác phẩm nha. Ở báo giá cho bà con của mình cũng nhanh gọn lẹ luôn. Thì có bộ bồi thường kỹ song tiện nằm giá rất là mềm, tranh gỗ chắc và một cái bộ vàng ở gỗ gõ, cắt ốc gõ luôn nha bà con. Bộ lương xưa, ngũ sự và một số đồ gốm tàu để giới thiệu cho bà con mình nha. Và cũng chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều ủng hộ trong những cái clip vừa qua nha. Thì đầu tiên em xin giới thiệu bà con mình mã số 1B. Một cái bộ lư ngũ sự rất là đẹp nha bà con, 5 món nha, chất liệu bằng đồng. Hàng này là hàng chuẩn xưa nha, tuổi đời trên 5-60 năm cái bộ lư này nha bà con. Đồng này nó nâu, nó mã nhà lâu rồi, ngã mà da ca nâu mà da cua á. Về bà con mình có thể vệ sinh đánh bóng lại giúp em nha. Lăn đập trái trâu rồi, rất là đẹp. Chiều cao cái đỉnh lư này em đo là 52. Chiều ngang hai cái tay mây luôn nha là 42 nha. Còn chân đèn là chiều cao em đo là 43. Còn chân đèn nguyên hạt cao 51. Còn cái mâm này nè, mâm chân đèn là em đo 22, khá là đẹp nha. Mâm đèn thì bà con của mình á, thường thì mình có thể gắn quay lên cũng được hoặc quay xuống. Quay lên thường thường có những nhà chủ nhà để người ta để đổ trên này nè, cho nên quay lên mà mình không thích thì mình quay xuống. Rất là đẹp. Đây cái đỉnh lư nè, bên trong bà con mình xem nha, khá là già tuổi đời, khá là xưa. Chuẩn đồng xưa nha bà con. Này là người ta hoa văn, bà con mình xem đúc rồng rất là đẹp nha. Cái bộ này 5 món nó nặng tới tổng cộng là 18kg luôn nha bà con. 18kg 5 món này nha. Đồng bà con mình xem rất là già, lên màu da cua rất là già nha. Đây quy hạt nè, con quy hạt này nhìn giống như quy hạt cổ luôn bà con mình xem nha, khá là đẹp. Cái hàng ngày xưa thủ công người ta làm nó không có đặc nét sắc sảo như còn bây giờ nhiều. Thủ công làm đơn giản á. 5 món nha bà con, ngũ sự. Bộ lư này em giao lưu cho bà con mình có giá là 12 triệu đồng thôi nha. Nó nặng lên tới 18kg lần nha bà con, 5 món mà chỉ 12 triệu thôi. Bao cái ship cho bà con mình là toàn quốc luôn. Và đến với mã số 2, em có một cái ghế nghi thờ nè bà con mình xem nha. Ở bàn nghi thờ á, và đặc biệt cái bàn nghi này chất liệu là gỗ gõ và được cặn ốc nè. Ốc đỏ lửa, đỏ hồng nha, chứ không phải ốc thường hoặc là ốc trung bình của mình nha. Bà con mình xem khá là đẹp. Khi bà con mình xem màn hình á, trên màn hình trên thật tivi á, nó thường hay bị xả đèn, cho nên ốc nó sẽ, mình thấy đa số nó sẽ màu trắng, không bằng cái bức thật bên ngoài. Cái độ ốc này là không treo vào đâu được, cái tích cẳng là hồng công phú quý. Để em đo báo kích thước cho bà con mình luôn. Cái chiều cao cái ghế này là 100, 1 mét á, chiều ngang là 56 rưỡi. Tổng cái chiều dài của cái ghế này nha là nó 100. Mỗi cái chân ghế có cái chiều ngang là 6 phân. Cái ghế nghi, bàn ghế nghi này bà con mình nhìn nè, tuy rằng nó nhọn gõ vừa thôi nhưng mà hàng nó giá trị cao nha bà con. Cái dìm bàn này nè thì em đo nó tới là 3 phân dày. Ốc là khỏi chê, cái nó giá trị cao là nằm ở cái chị là ốc đó nha. Là ốc á, cẳng rất là đẹp, ốc đỏ tới chân luôn. Thẳng ba mặt nha. Còn mà những cái hàng ghế nghi á, giá ai mua ngoài bên em cũng vẫn có. Bà con của mình cứ tham khảo, có liên hệ em sẽ chụp gửi cho bà con của mình. Bên em có 3 loại mẫu ghế nghi. Một loại ghế nghi giá rẻ vừa, một loại tầm trung. Thì cái này là loại cao, nó nhỏ mà giá nó cao nha bà con mình xem và cảm nhận giúp em tùy theo loại sản phẩm. Rất là đẹp, hàng thì sáng bóng sạch sẽ, ốc là khỏi chê, gỗ là gỗ gõ nguyên con nha. Ốc này là ốc đỏ, về kiểm tra hàng không phải ốc đỏ hoàng về luôn cho em yên tâm. Cái bàn ghế ghi này giá em giao lưu với bà con của mình nha là 38 triệu bao cái ship toàn quốc nha. 38 triệu nha bà con. Mình có thể tham khảo kiểm tra thêm nha. Em còn 2-3 mẫu ghế ghi rẻ hơn cũng có, bà con mình có thể xem hoặc là mình có thể liên hệ điện thoại em tư vấn thêm nữa. Và mã kế tiếp này là số 3B. Một cái bức tranh khá là đẹp nè. Bà con mình xem nha, Tùng Hạt Trường Xuân và Phu Thê Viên Mãn nha bà con. Tranh này là tranh gỗ chắc nha, tấm giữa nó liền là một lá, lá lớn lá liền này nè, nó rất là rộng, là gỗ chắc rất là hiếm nha. Cái độ lá liền của miếng gỗ chắc là nó dài là rộng lên 29 là gần 30 á. Còn cái chiều dài của cái bức tranh này em đo là 131. Chiều cao của cái bức tranh này là nó 51 rưỡi nha. Độ dày khung tranh này nè là em đo là 2 phân rưỡi. Thì tranh này hoàn toàn đều là gỗ chắc hết, đoản liền nguyên khối, không đắp ghép chỗ nào nha, không đắp giá đắp ghép nha bà con. Thì cẳng trên này nè, những cái hoa sen nè là cẳng là những cái hoạt dụng nha, quý giá trên này, cũng như là ốc bảy màu, thân cây gỗ xưa kết hợp với ngà. Một bức tranh khá là đẹp và giá trị, hàng đáng sưu tầm. Ở bên ngoài mình nhìn còn đẹp và hồn hơn trên màn hình nữa nha bà con. Rất là đẹp cái bộ tranh này nha. Ở tranh này nói chung thì rất là ít trên thị trường nhưng không có, mà giá trị nó cũng tương đối. Giá trị nó cũng tương đối theo cái giá sản phẩm của nó luôn. Rất là đẹp, mình có thể nghiên cứu sản phẩm giúp em.
cái này hồi trước em cũng có sưu tầm về mấy tấm thôi, em đều giao lưu hết nha. Cắt rất ưa chuộng cái dòng mà tranh cắt này nha bà con. Đó, thì tranh này thì cẳng rất là đẹp á, không có đại, không có nhiều đại trà trên thị trường đâu. Bà con mình cứ tham khảo nghiên cứu đi. Bức này giá em giao lưu là chỉ 28 triệu thôi nha, bao cái ship bà con mình toàn quốc. Đó, hàng đến nơi cứ kiểm tra hàng đúng đồ thì bà con mình nhận. Đến với mã số 4B á, thì em có là một cái bộ trường kỷ song tiện chất liệu gỗ gõ. Cái bộ trường kỷ này bà con mình xem khá là đẹp nha bà con. Hàng là gỗ gõ nha, song tiện đều là còn sống hết. Đó, nhìn bên ngoài nó cũng rộng lớn lắm nha, chứ không phải hàng nhỏ đâu. Đây em đo kích thước là em báo bà con mình có thể cảm nhận được nè. Chiều cao là 70 cái bàn nha. Tổng cái chiều dài của cái bàn này thì nó lên tới là 155 đó nha. Chiều ngang của cái bàn này là 58. Chân bàn thì độ dày là 7 phân, khá là đẹp. Hàng sạch sẽ, miếng giữa là một tấm liền, một lá liền nha. Đó, bà con mình xem giúp em. Hàng thì liền lạc, lành lặn, sạch sẽ, toàn bộ hết. Đó, những cái đoạn đường quăng gỗ nó mộc mạc nè. Mình rất là xem về, mình có thể cảm nhận được nha. Đó, đơn giản đơn sơ thôi. Đó, giá nó cũng khá là mềm để cho bà con mình sưu tầm nha. Đó, khá là đẹp. Đó, dìm thì chạm được những cái quả đầu tiên đó nha. Đó, những quả đầu tiên. Đó, còn băng ghế nè, cái băng ghế dài bà con mình xem nha, hai băng ghế dài để em đo bóng thước bà con mình luôn nè. Cái băng ghế dài này em đo lên tới là 186, chiều cao cái băng ghế này nè là em đo này lên tới là 91 nha. Đó, chiều sâu này ra là nó 53, từ mặt đất lên vị trí mình ngồi là 48. Cái này nó gấp bằng mỏng hết nha bà con, thành này nó dày 4 phân, gấp mỏng nha, xong tiện đều còn sống hết. Đó, hàng thì sạch sẽ sáng bóng, về xài sử dụng chắc đều gỗ gõ. Hàng này là hàng cũ được vệ sinh là thôi, tuổi đời 20-30 năm đổ về thôi nha, không phải cổ ngày xưa. Đó, nó cũng không phải là hàng mới luôn, cho bà con mình cứ yên tâm về cứ kiểm tra các hàng. Bên em giao luôn thì sẽ bảo hành cho bà con mình về mình xài sử dụng, cứ yên tâm. Đó, cái bộ này giá giao luôn bà con mình là chỉ có 29 triệu đồng thôi nha bà con, rất là đẹp nha. Nó 29 triệu nha, vì hàng này em sưu tập được giá mềm, em để bà con mình giá hữu nghị nè. Đó, bà con mình xem nha. Đó, 29 triệu bao cái ship toàn quốc nha bà con. Đó, bộ song tiện rất là đẹp nha, trường kỹ song tiện. Đó, hàng thì lành lặn liền lạc làm tích hết nha, không lỗi lầm. Rồi đến cái mã tiếp theo số 5 này giới thiệu bà con mình luôn là một cái bộ bàn chất. Đó, một bộ bàn chất tại 9 món nha bà con. Ba cái đôn, một cái bàn, bốn cái đơn, một cái băng cái dài nè, gáp bằng mỏng hết nha. Đó, thì cái bộ này thì bà con mình xem nha, rất là lớn chứ không phải loại chất nhỏ. Chất nhỏ thì nó những cái chân bàn ghế đều nhỏ hơn. Đó, bà con mình xem qua để em đo bóng thước từ món bà con mình luôn. Đôn thì có ba cái, thì mỗi cái đôn chiều cao này em đo là 65, chiều dài cái đôn này là 50, còn chiều rộng ngang đôn là em đo 40 nha. Chân đôn của nó là lên tới là độ chiều dày ngang là 6 phân. Đó, đá là đá dân mây nha bà con. Đó, rất là dày dặn chắc chắn. Ba cái đôn thì nó đều như nhau, kích thước như nhau á bà con mình xem nha. Đó, khá là đẹp nha. Đó, hàng dày dặn rất là dày và nặng. Đó, và bàn nè, em đo bằng cái bàn dài cho bà con mình luôn. Mặt đá dân mây rất là đẹp. Chiều dài của cái bàn này nó lên tới đó là đây, chiều dài tổng lên tới 176. Đó, còn chiều ngang cái bàn này nha là nó 84, từ mặt đất trở lên cái bàn nè là nó lên tới 75. Đó, và dìm bàn này dày em đo luôn là 3 phân lận nha, mặt bàn gời. Đó, chân bàn chiều ngang là 12. Đó, bàn 10, chân bàn 12 nha, chạm được đầu lăn đuôi cá. Chân bàn, chân ghế, chân đôn chạm được như nhau. Đó, mà con mình xem đầu lăn đuôi cá hết. Đó, tứ diện nha bà con, ốc này là ốc hoàng chân nha, ốc tập trung. Đó, mặt đặc biệt cái mặt đá trên mặt bàn nó nhìn rất là đẹp, màu da lợn rất là đẹp nha. Đó, làm tích liền lạc toàn bộ, không lỗi lầm, nó sạch sẽ luôn. Về là xài sử dụng thôi, không cần làm gì thêm nha bà con. Đó, dìm của nó cũng trực chạm đục nè, tứ diện như thế này nha, rất là cứng và chắc chắn. Đó, mình có không gian chu vi rộng mà để những cái bộ này lên thì khá là đẹp. Đó, sẵn đây thì em đo luôn cái ghế dài bên trong này cho bà con mình xem luôn rồi nha. Cái dài này đó là em đo tổng cái chiều dài này là nó lên tới đó là đây, dài này nó lên tới là 195. Đó, 195 nha. Sâu ra của cái bàn ghế này nè là nó lên tới 58. Đó, còn chiều sâu ra lọt lòng này là nó 52 nha. Đó, cao tổng của cái ghế này nó lên tới là 113, thành là dày 4 phân gấp bằng mỏng hết. Nó cũng được cẳng ốc và chạm đục tứ diện nha bà con. Mặt sau lưng cũng như nhau nha, mặt trước cũng như mặt sau luôn á. Đó, bà con mình xem nha. Chân thì đá này kia, đầu nằm mình ngồi nghỉ ngơi hoặc mình nằm cũng rất là mát lạnh luôn. Đó, hàng sạch sẽ hết toàn bộ. Cái băng ghế dài, ghế tam sơn rất là nặng, cái băng ghế khoảng 4 người khiêng mới nổi. Đó, nhìn vậy cho nó rất là nặng, gáp bằng mỏng hết cả gáp bình thường. Bộ này nó lên tới 9 món là hàng giáp loại đại. Đó, bà con mình có loại nhỏ hơn cũng có nha.
đó, bên em thì bà con mình có theo yêu cầu á, sản phẩm nào cũng cứ liên hệ bên em, mẫu nào em cũng có cho bà con của mình, em cũng sẽ tìm cho bà con mình hết. Còn ghế là ghế đơn đó thì chiều cao em đo là 111, chiều ngang cái phần lưng này là 70, chiều ngang hai cái tay này em đo là 74 nha, còn chiều sâu lọt lòng là 53. Gáp này bằng mỏng hết, mấy cái này dày 4 phân luôn nè, gỡ gáp lên bình thường nha. Đó, không có phá đinh phá bọng gì hết, đá đều đá khấu quang hết nha, rất là đẹp. Đó, có một cặp đôn kẹp ở hai bên nữa nè. Đó, lên tới 9 món là chạm đục tứ diện hoa văn. Đó, cẳng ốc. Đó, bà con mình xem cái bộ này, nếu mà để em đo kích thước cái độ này để cho bà con của mình, mà để mình về mình có cái chu vi rộng á, để mình đặt cái bộ bàn này cho nó hợp lý nha. Thì nếu mà cái chiều dài á, chiều dài em đo cái này đi khoảng 3 mét, đó cái chiều dài nó khoảng 3 mét để cho bà con mình để cái bộ bàn nha, dài 3 mét. Còn cái chiều ngang để em đo khoảng 2,5 mét, tầm 2,5 mét tới 3 mét. Đó, hàng chất đại 9 món nha bà con, em giao lưu với bà con mình bộ này có giá là 82 triệu, bao với ship và bao vận chuyển lắp ráp toàn quốc cho bà con mình luôn nha, 82 triệu đồng. Đó, thì mình ở gần khu vực miền Tây chúng em giao xe trong ngày bà con mình có thể nhận được rồi. Thì em cũng có thể bớt tí lọc về vấn đề vận chuyển cho bà con của mình nó vẫn được nha. Và đến với mã số 6B, em có một cái bàn, một cái bàn cờ loại đại nè, hàng to khổng lồ luôn. Bàn cờ này nè, em bao bà con mình không có cái nào bàn cờ lớn hơn cái bàn này luôn nha. Đó, mình đam mê cờ tướng, mình sưu tầm cái bàn này mình chơi rất là đã, thoải mái luôn, rất là lớn. Cái chiều ngang của cái bàn cờ tới 90 lần nha. Đó, còn cái chiều sâu của cái bàn cờ này là 76. Và độ dày này lên là em đo nó lên tới 8 phân, hai bên có hai cái hộc tủ để con cờ. Nhưng mà cái bộ bàn cờ này nó không có con cờ, nó chỉ là cái bàn cờ không nha. Thì những cái đường mà trên mặt cờ trên này nè, người ta cẳng này là cẳng ốc nha bà con. Đó, người ta khảm ốc lên đó nha. Đó, hoa văn bên ngoài cũng được cẳng ốc, cái này là gỗ gõ nguyên con. Đó, bà con mình xem nha. Cái này thì mình về mình chơi là hoài luôn rồi đó, sâu vĩnh viễn luôn nha, rất là đẹp. Đó, về mình sưu tầm thêm bộ 32 con cờ nữa để lên mình lên đây mình chơi nha. Đó, rất là lớn, bà con mình hình dung nè. Đó, bộ cờ cũng đại luôn. Bộ này giá em cho luôn bà con mình là 9 triệu nha bà con. Hoa văn chạm chỗ cả ngốc rất là đẹp nha, 9 triệu đồng. Và đến với mã tiếp theo, đó là số 7B, một cái bức tranh là Phúc Lộc Thọ nha. Đó, bà con mình xem khá là đẹp luôn nha. Tranh này là tranh gốm, là gốm Tàu, khung gỗ Tàu. Đó, gốm sứ nha bà con, dễ màu quá. Chiều cao bức này là 86, ngang là 46 nha. Dày khung tranh là 2,5 phân. Phúc Lộc Thọ nhìn rất là đẹp và hồn luôn, bà con mình xem những gương mặt của ổng nha. Đó, trưng bày phong thủy trong nhà mình, về mình treo lên tường, mang tính chất phong thủy rất là tốt. Đây, bức này giá em giao lưu với bà con của mình nha là 1.600.000. Đó, 1.600.000 đồng thôi. Và mã kế tiếp theo đó là số 8B. Em có một cặp bình rất là đẹp nè, gốm sứ Tàu, hàng cao cấp nha bà con. Đó, được người ta vẽ vàng. Đó, vẽ vàng là vẽ gồng vàng nè, bà con mình xem khá đẹp. Thì miếng gồng này phát sáng ban đêm, nó tự động nó sẽ phát màu sáng, ánh nắng ánh sáng lên nha. Đó, bà con mình xem nha. Ở với cái chiều cao bình này thì em đo là 23, miệng đường kính là 8 phân, vành bụng này là 40 nha, kiểu dáng bình như bình tỳ bà với bà con mình xem nha. Đó, rất là đẹp nè, này đều nọc vẽ nổi hết. Đó, men chải vẽ nổi chôn đế mọc rất là đẹp nha. Cái bình cặp này giá vô luôn là 3,2 triệu nha bà con, hàng cao cấp nha, 3,2 triệu. Và mã số 9 nè, em có một cái chiếc bình đó, đó gồng hút lọc nữa nha bà con. Đó, bình bà con mình xem nha, giống một cái bình rượu tước chứ không tước gì nữa nha. Đó, chiều cao bình này em đo là 22, hoành bụng này là lên tới 30 nha, được khảm nè, đó ngọc nổi rất là đẹp nha bà con. Đế nè bà con mình xem nha. Đó, chiếc này giá vô luôn là 1,8 triệu cho bà con mình nha, mang thí hồng. Và mã tiếp theo số 10, một cái chiếc ấm gồng to lớn đó nè. Đó, bà con mình xem nha, hàng Tàu. Đó, có tuổi nha, sâu tuổi á. Chiều cao cái ấm này em đo là 23. Đó, hoành bụng em đo phía trên lớn nhất đi là 44 nha. Đó, hàng này cũng 3-40 năm, 4-50 năm trở lên. Đó, vẽ rất là đẹp nha, vẽ đậm đà luôn, bà con mình xem nha, vẽ gồng nè. Đó, hàng vẽ kỹ thuật cao á, trắng xanh. Chôn đế mọc nhìn cũng thôi cũng rất là đẹp rồi. Đó, rất là giá trị cái đế rồi nha. Chiếc ấm này giá em giao lưu bà con của mình là 2 triệu đồng nha, 2 triệu đồng. Nó cũng khoảng 2 lít nước á. Mã số 11 nè, một cái đĩa men gạn xưa nha bà con, hàng này là có tuổi đời nha. Người ta vẽ 5 con dơi nè, đó bà con mình xem. Đường kính cái đĩa này là 26 thôi. Cao là 4 phân nha, hàng này là từ 50-60 năm trở lên nha. Đĩa này già sâu tuổi. Giá em giao lưu chiếc này cho bà con mình là 1 triệu đồng. Đó, và mã tiếp theo số 12. Đó, một cặp bình gốm sứ Tàu. Đó, 12B nha bà con, quẻ cái tích nè bà con mình xem nha. Đó, chim hạc rất là đẹp.
Đó, hàng này là hàng cũ nè, nói chung là 20-30 năm đổ về rồi nha, không cổ không xưa, cái nào lâu đời thì em sẽ báo bà con mình. Bình này chiều cao em đo 42, miệng đường kính 12 thôi. Đó, hoặc cái hoành bụng này nó khoảng 61 thôi nha. Bình này mình nhìn bên ngoài thấy vậy chứ nó to lớn đó nha bà con, nhưng mà giá nó lại rẻ lại mềm. Đây bà con mình xem nè nha và cảm nhận giúp em nha. Đó, vẽ rất là đẹp. Đó, kim hạt hoa phù dung chôn đế đây. Cặp này giá chỉ có 1,5 triệu à, mà đôi này nó to nhìn nó bự lắm mà giá 1,5 triệu thôi nha. Hàng thì làm tích hết đó. Và mã tiếp theo, một cặp bình rất là đẹp luôn nha bà con. Đây bình này thì bà con của mình nha. Đó, bình này là bình lông khủng xung quầy nè. À, đây là lông ngắn nha bà con, hàng cao cấp cao của Tàu nha, phải kỹ thuật cao hàng kỹ á. À, hàng này nói chung thì cũng vài chục năm á nha, cũng sâu tuổi á. Chiều cao bình này em đo 41, miệng có đường kính là 18 nha. Cái hoành cổ ở trên nè là nó 37, hoành bụng này là 59. Vẽ hoa văn bà con mình xem nha, đó vẽ rồng hoa văn rất là đẹp. Đó, đây lông ngắn rất là đẹp nha. Chôn đế mộc chuyện nè, gốm Khang Hy loại gốm của Tàu nổi tiếng từ xưa đến nay. Đôi này dám vô luôn là 3,8 triệu. Tiếp theo số 14 em có một cái ủ trà tích chim hoa hàng gỗ gõ có tuổi theo thời gian nè. Cái này thì nó nhả ba chầu hết nha, nguyên khối. Đó, nguyên khối đặc. Cao em đo 21, ngang là 14, hoành bụng 45. Đây bà con mình về để trà đựng trà, nó dày khoảng 2 phân tới 2 phân rưỡi nha. Rất là nặng, nguyên một khối á. Giá em vô luôn chiếc này là 2,8 triệu. Và mã tiếp theo số 15 này á, là em có là một cái kệ. Kệ gỗ này gỗ Hoàng Dương của Tàu, gỗ xưa nha bà con. Loại gỗ này thì giá trị quý hiếm nha. Chiều cao em đo là nó lên tới 7 phân, chiều ngang dài là 30 phủ bì, sâu 19. Đó, lành lặn liền lạc. Kệ xưa em giao lưu giá 1 triệu bà con mình thôi, để về mình kê đồ trưng đồ mà nó là hàng của Tàu xưa luôn á. Mã 16 thì em có một cái chiếc gương của Tàu nè, đựng hàng phong thủy nha bà con. Đó, những cái vòng mà bằng bạc rất là đẹp nha. Đó, vòng bạc song long. Đó, mình dùng để đeo tay. Đó, bà con mình xem nha, mở ra mở vô đeo thuận tiện, trên mặt có sẵn ngọc xanh nữa nè. Cái này thì mỗi một cái á, cái này có 4 cái là cái đường kính phủ bì lên tới 10 phân, lọt lòng nó khoảng 7 phân. Mã này mình mở ra mở vô để mình đeo vào tay được luôn nha. Đó, bà con mình xem nha, rất là đẹp, 4 cái vòng. Đó, 4 cái vòng vàng nha. Đó. Bộ này là hàng của Tàu xưa nha bà con. Đó, hàng sưu tầm của Tàu xưa nha. Em giao lưu bà con mình 4 chiếc này. Đó, luôn cả cái hộp có giá 5,5 triệu nha, 5,5 triệu. Liệu bằng bạc á. Và mã 17 em có một cái chiếc xe đạp xích lô bà con mình xem, khá là đẹp. Chất liệu này của nó là bằng kim loại mài vàng. Đó, bà con mình xem nha. Đó, hàng này đây. Đó, hàng chân đầy co là khỏi chê. Đó, rất là đẹp nha. Trên đây có một cái huy hiệu luôn nè. Với cái chiều cao này em đo 13 thôi. Tổng cái chiều dài xe đạp này là 25. Và chiều ngang xe đạp này là 9 phân nha. Đó, giống xe đạp của Mã Vĩnh Chinh trong phim ngày xưa luôn. Bà con mình xem thời 8X luôn nha. Đó, này là bằng kim loại mạ vàng. Chiếc này em giao lưu giá cho bà con mình là 500,000 đồng thôi nha bà con, 500,000 thôi nha. Đó, rất là đẹp á. Và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đầu xưa Lê Nguyên chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Thì trong lúc thời gian quay clip có điều gì sai sót các con bà con mình thông cảm. À, em cũng muốn chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc, thì xin mến chào và hẹn gặp lại.